từng sáng tạo bao nhiêu điệu múa, chăn ca, thơ lục bát. Dân tộc từng hóa giải Islam trở thành Trăm A Văn và từng hòa giải Bà La Môn trở thành Trăm A Hên. Để cuối cùng, hai trở thành một cặp đôi tôn giáo tín ngưỡng, A Hên A Văn vô cùng độc đáo, vân vân. Thế nhưng, buồn biết bao, dân tộc đó chịu cảnh tan tác và bi thương hơn bao giờ hết. Thống kê cho biết, có khoảng 1 triệu người mang dòng máu Chăm Pa trên cái đất này. Tuy nhiên, 1 triệu đó không tụ lại cố quốc mà tan tác khắp nơi trên thế giới. Trăm vân vân từ ngay cuối thế kỷ thứ 10 luôn là cấp tập hơn khi Kautara tức Nhà Tràng thất thủ. Qua chạy qua Mã Lai, Thái Lan, Campuchia để sang cuối thế kỷ thứ 18 hầu như cả dân tộc chạy loạn. An Giang, Tây Ninh và cả Nam Cao Nguyên. Và rồi sau khi Việt Nam tàn nội chiến 1975, cuộc thiên di của Trăm vẫn chưa chịu chấm dứt. Tan tác thì rõ rồi, bi thương là thế, để sống sót bao nhiêu đứa con Trăm chẳng những quên nguồn cội mà còn đánh mất luôn cả tiếng nói, văn hóa truyền thống, tổ tiên, buồn thương. Nhưng không phải tất cả đã tuyệt vọng. Đây đó, con dân Trăm vẫn còn nhớ về cội nguồn, vẫn còn giống lên tiếng nói về nguồn, dù lẻ loi, dù yếu ớt, nhưng đó chính là những ngọn nén đầy khao khát và tình yêu thương được đốt lên trong đêm đen. Như vậy, có gì mà làm sao để các ngọn nén cô đơn kia hợp thành một ngọn lửa, tiếng hát nhỏ bé kia có thể tạo nên một dàn tổng ca, từ đó thành hộp sướng trong tương lai xa. Nói khác đi, lấy gì để làm nền tảng cho Trăm hải ngoại biết mình là Trăm, để những đứa con của đất ngày mai không bị lai canh mất gốc. Đó chính là văn hóa và văn minh Trăm Pa, những giá trị không thể chối cãi mà ông bà Trăm đã đóng góp vào văn hóa đa dân tộc Việt Nam hôm nay. Nền hải sử Trăm Pa và văn hóa biển Trăm Pa, tôn giáo và phong tục tập quán Trăm Pa, kiến trúc và điêu khắc Trăm Pa, ngôn ngữ và văn chương Trăm Pa, nghệ thuật múa cùng vô số làn điệu dân ca Trăm Pa, vân vân. Tất cả đều cần đến một nơi hội tụ, đó là một ngôi nhà cộng đồng Trăm Pa. Ngôi nhà đó cần có mặt để vừa là nơi trưng bày những mảnh vụn di sản văn hóa văn minh Trăm, đồng thời là điểm đến của bà con anh chị em Trăm và những người yêu văn hóa Trăm về một mặt học tập và trao đổi. Ngôi nhà cộng đồng Trăm Pa ấy ngay từ hôm nay đã cần đến bàn tay mọi người góp công xây dựng. Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta có thể định hình được tương lai. Và tất cả sẽ khởi nguồn từ ngôi nhà cộng đồng Trăm Pa. Đó là ý nghĩa của buổi tiệc hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Từ lúc chuẩn bị khởi đầu cho chương trình xây dựng một ngôi nhà cộng đồng Trăm Pa, chúng tôi nhận được nhiều sự đóng góp của bà con, ủng hộ từ tinh thần cũng như vật chất. Và nhân dịp này chúng tôi cũng xin mời nơi đây để tri ân tất cả các quý vị. Thì trước tiên đi vào chương trình của buổi tiệc hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị ban chấp hành của Hội Truyền thống Văn hóa Trăm Pa tại Sacramento. Tức là 20 năm trước khi chúng tôi thành lập hội thì tên của hội không phải là Hội Văn hóa Truyền thống Trăm Pa mà là Hội Thanh niên Trăm Pa tại California. Và người đầu tiên làm chủ tịch Hội Thanh niên Trăm Pa đó là anh Dương Thanh Đức. Xin mời anh Dương Thanh Đức lên sân khấu. Kế tiếp thì chúng tôi có nhiều vì khi mà Hội Thanh niên Trăm Pa chuyển sang thành Hội Truyền thống Trăm Pa USA thì cũng có nhiều vị làm hội trưởng nhưng mà không có mặt hôm nay. Chúng tôi thấy có anh Thạch Ngọc Xuân, tức là một trong những cựu hội trưởng của Hội Văn hóa Truyền thống Trăm Pa. Xin mời anh Thạch Ngọc Xuân. Và hiện nay chủ tịch Hội Truyền thống Văn hóa Trăm Pa USA là ông Phú Văn Lưu. Xin mời ông Phú Văn Lưu. Phó chủ tịch truyền thống Hội Văn hóa Trăm Pa, xin mời ông Dương Tấn Đường. Tổng thư ký Hội Truyền thống Trăm Pa, tức là ông Lương Văn Sáng. Dạ, tôi xin chào.
thủ quỹ của hội truyền thống văn hóa Champa, tức là cô Kha Linh Dương. Chắc là chị đang bận ở ngoài, nếu mà được thì xin mời chị. Trưởng ban phụ nữ Champa xin mời cô Lưu Thanh Thúy. Trưởng ban văn nghệ xin mời anh Lâm Hoài. Và trưởng ban thanh niên xin mời anh Phú Bình Kha. Và kính thưa quý vị, đó là toàn bộ ban chấp hành của hội truyền thống Champa. Xin giới thiệu cùng quý vị. Dạ, xin mời quý vị về an tọa. Và để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời chúng tôi cũng sơ sót là quên cái ban cố vấn. Xin mời ông cụ dân biểu Lưu Quang Sang, tức là ban cố vấn của hội, và bác Thành Cú Bá là ban cao niên, là lớn tuổi cũng là ban cố vấn của hội. Xin cảm ơn quý vị, chúng tôi thành thật xin lỗi rất là sơ sót. Xin cảm ơn quý vị, và sau đây xin mời Chủ tịch Hội Truyền thống Văn hóa Champa, ông Phú Văn Lưu lên để có đôi lời cùng quan khách. Quên một vị cố vấn nữa, là chúng tôi cũng xin giới thiệu anh Bá Văn Đông, là một trong ba bốn vị cố vấn của chúng tôi. Bá Văn Đông. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý đại diện các tôn giáo, quý vị đại diện các hội đoàn, quý thân hữu cùng toàn thể đồng hương có mặt trong những liên quan mừng kỷ niệm 2 năm thành lập hội văn hóa truyền thống Châm hôm nay. Chúng tôi xin thay mặt cho ban chấp hành hội văn hóa truyền thống xin chân thành cảm tạ sự hiện diện của quý vị ở đây, chẳng những nói lên sự trang hoàng mật thiết trong cảnh xa xứ mà còn thể hiện sự đoàn kết giữa dân tộc Châm và dân tộc Kinh. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin mạn phép có đôi lời với cộng đồng Tâm của chúng tôi, và sau đó chúng tôi trở lại thưa chị với quý vị. Làm câu Clado Ta Thi để xa ai lòng của gồm khi đặt y mô châm sạc đồng tổ thì câu Salam Ta A Rô Vinh Vi Hóa Tô Gia Vinh để xa ai Phu Mai Con Ôn Phà Rây Văn Hòa Vân Tăng Trừng Đồng Hồn Phật thâu mi qua mừng đi mai cây doa liên can tâm chẳng nhau bằng xa căn chiêu ba nâng cần mà còn bao thọ thì góp đi vị bao thọ cho nên ô rà lô nữ chăm phụ tôm cầu bác gia lý ni ập bí chay khen cái đi tung ca tập bất y vô tâm muốn kỳ nắng có thể là muốn rắc hà rung rương và tăng trừng tâm hồn khi tập y mô biết giao thun ngát đi chạy một cánh không có tên và tôi rụt nga băng rớt nga mơm mừng tà nấy mừng tà tên mừng tà cò dâu bẹt đi chấp phu thai vị khi nhóm giải chàng nhau bốc tàn bạc ta nữ thầy cho mừng thầy nắng thầy ni còn thầy lạ bốc nơi với câu tăng là khi nguyên hóa
để sai chân thầy đại đồng thầy các vương đã chúc dục trong thật tư thì lúc mình nói đã là cái câu đã thầu giúp ta khi mình qua tại sai không bỏ trong lý chàng dâu vì lý tâm thì rất gần chấp lỗ mình hẹn sẽ lại để làm quân vì rõ đi. Kính thưa quý vị, hôm nay là kỷ niệm 20 năm từ năm đầu tiên cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi xin mạn phép tóm lược những thành quả mà chúng tôi đạt được để hầu cho quý vị, nhân quý vị đã bỏ thì giờ đến để mà chung vui với chúng tôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi, cái hội chúng tôi có cái mục đích chỉ hoạt động tập trung cho việc gìn giữ các lễ hội truyền thống. Ngoài những cái việc giữ lễ hội truyền thống ra thì chúng tôi cũng có những sinh hoạt khác như là tổ chức picnic mùa hè cho nhất là thanh niên và thiếu niên. Ngoài ra từ năm 1997 chúng tôi có những hoạt động sau đây. Năm đầu tiên kể từ chuyển từ Tâm Youth là thanh hội thanh niên khi nãy quý vị đang nhìn thấy và trở thành hội văn hóa truyền thống thì chúng tôi có mở lớp dạy học và viết tiếng Tâm. Đồng thời cũng năm 1997 là cái năm mà chúng tôi cũng có tham gia với phòng thương mại Sacramento hồi thời gian đó là còn ông Johnny Trần để dự trong cái dịp lễ Tết Nguyên Đán. Năm 1998 tham gia diễn hình Tết Nguyên Đán với cộng đồng Việt Nam tại San Lê. Kể cả 1999 chúng tôi cũng tham gia lần thứ hai với cộng đồng Việt Nam tại San Lê. Năm 2000 tham gia hội nghị văn hóa tại Malaysia. Năm 2002 tham gia diễn hình quốc tế tại Hollywood. Năm 2004 tham gia đại hội thanh niên Tâm lần thứ nhất quốc tế tại Los Angeles. Năm 2005 bảo trợ cho hội văn hóa nghệ thuật Tâm tổ chức đại hội tại Sacramento. Năm 2006 đăng cai tổ chức đại hội thanh niên Tâm quốc tế lần thứ hai tại Sacramento. Năm 2008 tham gia đại hội thanh niên Tâm toàn quốc tại Los Angeles. Năm 2012 sinh hoạt sát cánh với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở tại Sacramento. Năm 2013, 2014 và 2017 năm nay tham gia diễn hành hội chợ Tết Nguyên Đán với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Sacramento. Năm 2014 tham gia diễn hành hội chợ Tết Nguyên Đán với cộng đồng người Mỹ gốc Việt Sacramento. Năm 2016 tổ chức lớp học tiếng Tâm cho đến ngày hôm nay và có chương trình lâu dài. Và năm 2017 cũng là tham gia diễn hành phục vụ Tết Nguyên Đán với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Sacramento. Kính thưa quý vị, ngoài những hoạt động và chúng tôi vừa mới tóm tắt thưa quý vị thì chúng tôi cũng có một số hoạt động khác ở tại Việt Nam. Cái sự vận động của tôi chỉ là nhằm đóng góp bảo tồn di sản bản địa tại vùng Panturica là vùng Phan Rang và Phan Thiết của Việt Nam, là trùng tu được thánh đường ở bên Bà Ni tại thôn Văn Lâm, đóng góp để trùng tu thánh đường ở thôn Phước Nhơn, Ninh Thuận, đóng góp trùng tu thánh đường thôn Tú Tú, Ninh Thuận, đóng góp trùng tu thánh đường thôn Lương Tri, Ninh Thuận, cũng đóng góp và vận động trồng hương ở các nơi để xây dựng hoàn toàn đền Bô Già Xôi ở thôn Tĩnh Nghĩa, Ninh Thuận, xây dựng hoàn
hoàn toàn nền vô sắc ở thôn Hiếu Lễ, Ninh Thuận. Xây dựng đền vô đi nương cờ ở thôn Thủ Đức, Ninh Thuận. Đền vô ngon sắc ở thôn Bình Minh, Phan Rí. Đền vô ách ở Phan Rí. Đền vô bực ở thôn Phụ Mẫu, Phục Tính, Ninh Thuận. Và đền vô ngon sắc ở Lương Tri, lúc này đang xây dựng. Thưa quý vị, ngoài ra chúng tôi cũng đã từng vận động để cứu giúp những gia đình neo đơn khó khăn, cũng như trong những tình trạng bệnh nan y. Và thưa quý vị, cuối cùng chúng tôi không dám làm mất thì giờ của quý vị, chúng tôi xin đa tạ tất cả quý vị đã đến và ủng hộ chương trình của chúng tôi hôm nay. Kính chúc quý vị an khang thịnh vượng trong năm mới của chúng tôi. Xin cảm ơn ông chú Công Lưu đã tổng kết hoạt động của hội trong 20 năm qua. Và kế tiếp chúng tôi xin giới thiệu với quý vị ông Lưu Hoàng Sang có câu lời cùng quý vị nhân ngày hôm nay. Hội truyền thống Champa tại Sacramento, đồng thời cũng là gây ý thức để mà góp xây dựng một ngôi nhà, tôi xin đơn giản gọi nó là ngôi nhà truyền thống Champa tại Sacramento, để chúng tôi sử dụng nó là nơi hội tụ bảo vệ di sản văn hóa dân tộc Chăm, đồng thời giúp các con em Chăm học tiếng Chăm được phát triển mạnh mẽ tại xứ người. Kính thưa quý vị, Ban Thế Bàn đã nói nhiều rồi, chúng tôi cũng xin vâng tắt rồi. Tôi lên đây, mục đích chính của tôi là để cảm tạ cái sự giúp đỡ các quý vị mạnh thường quân Việt Nam cũng như Chàng tại Sacramento và các vùng phụ cận ở San Jose và một số thành phố khác đã ủng hộ mạnh mẽ chúng tôi trong cái chương trình xây dựng nhà văn hóa truyền thống của Chăm tại Sacramento. Thì chúng tôi rất là cảm ơn quý vị, rất là cảm ơn quý vị, và lời cảm ơn đặc biệt của chúng tôi cũng sẽ đến một cặp nghệ sĩ từ xa tới đây. Tôi muốn nói là dân ca Chí Linh đã bỏ tiền mua vé máy bay, công sức về đây phục vụ công tâm cho cộng đồng dân Sacramento. Chúng tôi xin lắm